Mẹo dùng ampoule hiệu quả. Mẹo 1. Thoa trực tiếp ampoule lên da. Đây là phương pháp sử dụng ampoule đơn giản nhất. Sau khi trải qua các bước làm sạch sâu và cân bằng lại độ pH bằng nước hoa hồng, chúng ta chỉ cần nhỏ từ 1 đến 2 giọt ampoule lên mặt và massage nhẹ nhàng. Mẹo 2. Kết hợp ampoule với kem dưỡng ẩm. Thời tiết mùa hè thất thường, da bạn cần được cấp ẩm nhiều hơn. Bạn có thể kết hợp ampoule với kem dưỡng ẩm để tăng cường hiệu quả và thời gian dưỡng ẩm của kem. Cụ thể, bạn nhỏ từ 1 đến 2 giọt ampoule vào kem, sau đó thoa lên da. Cách làm này cũng giúp kem dưỡng thẩm thấu nhanh và sâu hơn. Mẹo 3. Kết hợp ampoule với kem nền. Ampoule không chỉ hữu ích trong việc dưỡng da mà còn giúp duy trì lớp nền và lớp makeup hiệu quả. Chúng ta nhỏ 1-2 giọt ampoule lên da sau khi thoa kem nền và bắt đầu tán đều. Kem nền sẽ dễ tiệp vào da, lâu trôi hơn và giúp lên màu phấn nền chuẩn hơn, hạn chế xuống tông, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng.